Cho chị cốc nước ép nhá. Ok. Mấy xinh thế, mời chị nước. Ờ, chị bảo này, bây giờ giới trẻ bọn em ấy thích được tặng quà gì? Hôm nay trời đổ mưa, chị tính tặng quà em á. Ôi, cái gì em cũng thích ý, biết là chị tặng. Ai, đừng có mà tưởng bở, ở đâu ra mà tặng thế? Chị đang hỏi để chị có việc thôi. Bây giờ này nhá, giúp chị liệt kê ra chị cái món quà mà bọn em thích ý. Được. Cái này có khi là anh Thái biết đấy, để em gọi anh Thái. Anh Thái ơi, anh Thái. Đây, chị Huyền là chị muốn nhờ anh tư vấn tặng quà. Quà? Ừ. Tôi đi làm đi. Ok. Chị hôm nay thì muốn tặng quà ai mà lại phải suy nghĩ kinh khủng thế? Còn tặng quà ai vào đây nữa? Cái Đan ấy, con gái luôn ấy. À, là vẫn là cái chuyện mà đánh ghen nhầm hôm trước gì? Thế con phải hỏi, tất cả là tại em đây. Vì em nhá, cho nên bây giờ tự dưng là chị mất hết cả hình tượng trong mắt nó. Mà đâm ra nó ghét chị đấy. À, thế là bây giờ muốn tặng quà để lấy lòng con gái của người yêu gì? Được rồi, nghĩ em à. Có cách rồi. Sắp tới có một cái nhóm nhạc nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn. Cái nhóm này giới trẻ nó thích lắm. Tuổi cái Đan á, kiểu gì cũng thích nhóm này. Vừa hay là hôm trước em vừa săn được một cái vé mà phải xếp hàng từ đêm đấy. Thế á? Chị mua em để lại cho, hôm đấy em phải bận không đi xem được. Bao tiền? 1 triệu. Cái gì? Điên à? Có một cái vé xem ca nhạc mà lấy đắt để lấy 1 triệu. Ôi trời ơi, cái vé đấy nó hot lắm bà ơi. Cái vé đấy người ta phải xếp hàng từ đêm, xếp hàng từ mấy ngày hôm trước mới mua được đấy. Bây giờ chị ra chợ đen nhá, nó bán 10 mấy 20 triệu rồi. Này này, cái gì nhở? Ban nhạc nước ngoài là của nước nào? Hàn Quốc. Korea. Sang Việt Nam. Đúng rồi. Mà rất là hợp với cả giới trẻ đúng không? Ui giời, đứa nào chả thích. Thích điên đảo luôn nhỉ. Thế à? Dạ. Thôi được rồi, nghe em đấy, bán cho chị nhá. Tiếm gửi cho, em để ở nhà. Nhá. Tiếm đưa cho. Này, làm được em cho chị đi nhá. Đấy, em ngồi đi. Đan, chào cô đi. Chào cô. Đan này, chuyện hôm nọ ở quán cà phê ấy. Thôi cô ơi, cháu đang bận, cháu không muốn nghe ạ. Đan, con quá đáng lắm rồi đấy. Đan ơi, cô có cái này. Cháu cảm ơn cô ạ. Nhưng mà riêng là đồ của cô là cháu không bao giờ muốn nhận gì rồi. Không, cô có cái này muốn tặng cháu mà. Đan, Đan ơi. Anh đừng có mắng con. Anh mà mắng nó ấy, lại càng kéo xa khoảng cách giữa em với nó đấy. Anh thông cảm nhá, thiệt thòi cho em quá. Chị à? Thái à? Chị ngại quá. Ngại chuyện vé gì, không phải ngại đâu. Chị nhắn cho em phát, em đã bán được vé. Bán luôn à? Bán luôn, em đang bắt có người mua ngay. Mà bán cho cái hồ ly ra ai đâu. Thật á? Ơi, vé của em đâu? Đây. Ui, em xin. Em vừa chuyển khoản cho chị rồi đấy, chị nhận được trước. Đây này. À thế à? Để chị xem này. À đây rồi. Chị cảm ơn nhá. Em cảm ơn chị ạ. Alo. Em đang ở ngoài sân à? Ok, đợi chị tí chị đang luôn đây. Ừ. Em cảm ơn nhá. Thôi chị cũng về đây. À vâng, em chào chị nhá. Em mua vé đúng không? Vâng ạ. Đây, của em. Em cảm ơn. Căn bản là chị có việc bận, thế nên chị không đi được. Nên chị để lại cho em đấy. Dạ, 3 triệu nhá. Chị ơi, hay là chị gia lộc thêm cho em được không ạ? Đúng nhóm nhạc idol của em rồi, nhưng mà vé này giá gốc cũng chỉ có 1 triệu thôi mà. Ai chẳng biết là như thế. Thế nhưng mà em săn vé ở trên mạng mà bây giờ chúng nó toàn bán 5 triệu ấy. Chị bán 3 triệu cho em là quá gia lộc rồi đấy. Thôi, mua đi. Nếu không mua thì chị để cho người khác. Có mua để em chuyển khoản luôn. Hồ Ly. Xong ạ. Hóa ra là em lấy lại vé để bán luôn. Vâng. Em ăn lại quá đấy. Đan. Sao lại là cô? Dạ. Cái vé này cô mua tặng cháu thì cháu không lấy. Cháu lại bỏ ra tận những 3 triệu để đi mua lại. Đúng là... Ôi, cô tặng cháu bao giờ? Cô tặng cháu à? Cô
cô đã bảo cô mua tặng cháu mà. Trời ơi, cô không nói sớm. Làm giá làm màu làm gì không biết, giờ mất bao số tiền.